Xin chào các bác. Thì các bác đã, những bác nào mà đã chán sử dụng vang số vì do là không biết chỉnh ý, thì có thể là tham khảo những cái mẫu vang cơ cao cấp ở bên em như con KM330 Pro. Đây là một mẫu vang cơ lai số rất là cao cấp. Và cái đặc biệt bây giờ ấy là cái bản 2021 và sản xuất cho chuẩn bị năm 2022 này, là nó có thêm điều khiển các bác nhé. Có thêm một điều khiển rất là hay để cho các bác sử dụng luôn. Em phải nói công nhận là sao có con vang cơ mà người ta sản xuất ra một cái điều khiển này nó xịn sò như vậy. Đây là cơ lai số. Đấy, con này thì ngày trước bên em đã bán và rất là nhiều bên bán rồi. Bán rất là nhiều. Chất âm thì gần như là bán ra cho các bác con nào thì chưa có một bác nào ca thán hay là than phiền ở con này nó không hay. Thực sự tiếng nó rất là ngon, hay. Reverb, echo mượt mà. Đấy. Một sản phẩm chính hãng các bác nhá. Đây là hàng nhập khẩu chính hãng. Đây về có tích. Đây, đằng sau thì có đầy đủ các cổng kết nối cho các bác. Hai cổng tín hiệu chính này, cổng sub này. Đấy, còn đây nó sẽ có cổng, các bác có thể là cắm cổng hoa sen để cắm vào âm ni. Đấy, đằng sau nó sẽ có cái cổng chỉnh sub. Chỉnh sub. Ở bên này sẽ có tín hiệu dò AUX1 và AUX2. Đấy. Đây có cổng quang này, Bluetooth này, rất là nhiều các cái chức năng cho các bác. Rất là nhiều các chức năng hay để cho các bác có thể sử dụng ở trên cái con này. Đằng sau có cả cổng mic để các bác thích cặp cổng sau hoặc cổng trước đều được nhé. Thì có nhiều bác bảo là vang cơ Mỹ, vang cơ các kiểu, vang cơ này số Mỹ, vang mọt hay các kiểu. Thì em nói luôn là các cái sản phẩm này là hàng của Trung Quốc các bác nhá. Công ty chính hãng đặt tại Trung Quốc và được đơn vị SAL Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam cho các bác để về các bác sử dụng. Đấy. Thì đối với cái sản phẩm này thì có chính sách bảo hành là 1 năm để cho các bác yên tâm các bác dùng. Các cái chức năng ở trên này thì em cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Đấy, vì đã quá quen thuộc với tất cả những bác nào mà đang tham khảo cái mẫu vang cơ của DB này rồi, KM330 Pro. Hiện tại thì đợt này thì về chỉ có mặt đen các bác nhé. Mặt đen, mặt trắng thì cũng đang hết. Đấy, chỉ có mặt đen để phục vụ các bác thôi. Thì bây giờ em sẽ đi test chất âm ở trên cái sản phẩm này lại một lần nữa cho các bác cùng nghe và đánh giá xem là nó hay ở cái đặc điểm như thế nào. Mà bọn em vẫn đánh giá nó là một con vang rất là tuyệt vời. Đấy. Và đây em đã vừa mới cắm con vang này vào và test cho các bác cùng nghe này. Thì cái điều khiển này các bác nhé, em nói cái điều khiển này thì nó chỉ chủ yếu sử dụng về cái chức năng USB. Khi các bác cắm USB nhạc ấy thì nó sẽ có tạm dừng to nhỏ volume và cái này thôi. Chứ còn bình thường ấy các bác chỉ bật input để chuyển cổng này, chuyển cổng tín hiệu được. Đấy, input này và thêm cái phần tắt tiếng. Thế thôi, chứ nó cũng không có cái gì nó quá gọi là cái mới lạ trong cái con vang này. Cái chất âm thì nó vẫn tương đương với cả những bản đời cũ các bác nhé. Các bác nào dùng bản đời cũ thì cũng không cần nâng cấp lên cái bản này làm gì cả đâu. Chất âm nó như nhau. Cái này nó chỉ thêm mỗi cái input để các bác điều chỉnh thôi. Còn về cái chất nhạc thì chắc em cũng không phải test nhiều vì nó cũng quá là hay rồi. Phải nói quá là hay. Em sẽ bật một chút nhạc các bác nghe thử nhé. Hay, tuyệt vời đấy. Bây giờ sẽ thử cái phần echo và reverb ở trên cái sản phẩm này cho các bác cùng lắng nghe nhé. Bây giờ sẽ bật effect lên. Nên 1, 2. Đây là phần reverb của nó. Các bác có thể nghe cái chất reverb này thì nó sẽ tương đương với những con vang số hàng bình dân các bác nhé. Bình dân đến cái tầm trung ấy. Những con vang số mà thị trường hiện tại các bác đang mua khoảng tầm 3 triệu nó sẽ ngang ngửa với cả những con đấy hàng mới. Đấy, nên cái reverb của con này khá là hay, em thấy nó khá là hay. Còn về cái phần echo của nó này, đây là reverb không này, sẽ bật về echo. Một, hai, ba, bốn, năm, hai. Các bác nghe có cái độ rất là mềm mại trong cái phần echo các bác nhé. Đấy, con đuôi nó rất là mềm, mềm, sáu, đúng không? Rất là mềm mại.
thì cái mềm mại này thì nó sẽ có cái hay như nào ở trong echo? Rất là nhiều con vang cơ echo khi mình nói nó cứng, cảm giác là các bác nói nó không có sự uyển chuyển ở trong câu chữ ở phần echo, nhưng cái này nó sẽ có sự uyển chuyển nên nó tạo cho các bác khi các bác hát nó cảm giác nó rất là gọi là êm ái mềm mại để cho cái giọng của mình nó được thanh thoát hơn. Đấy, khi các bác hát thì các bác như con này các bác sẽ phối cho em khoảng tầm 20% gì vào vặn. Nên đấy cái nút này các bác phối cho em khoảng 20% gì vào. Vặn hết tầm nhá, vặn hết tầm về này là echo này. Nên đấy, vặn nó hướng về khoảng tầm 2 giờ chiều, 2 giờ thì nó sẽ phối khoảng 20% gì vào và các bác hát thì cực kỳ phê pha luôn. Nên 4 2 nên 6 7 2 2 4 7 1 đúng không? Rất là hay. Đấy, còn về phần karaoke thì chắc em cũng xin phép là không test nhiều nữa. Chủ yếu là nói cho các bác nghe này, các bác nghe rõ cái chất echo gì vào thôi. Chứ còn nó hay như thế này thì hát thì chắc chắn là dễ hát rồi, nhẹ, rất là ngon. Rồi, thì cái sản phẩm này vẫn là giá 2.950.000 một sản phẩm các bác nhé. Tặng kèm các bác một cặp. Đây, sẽ tặng kèm các bác một cặp dây ca lô. Tặng kèm các bác một cặp xe ca lô này và bao ship cho các bác đến tận nhà, các bác nhận hàng, các bác kiểm tra. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.